xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một món, đó là món canh chua cá đói. Nguyên liệu để làm món này thì gồm có cá đói 1 kg, giá 400g, khóm nửa trái, 4-5 trái me, me này là me sống nha, bạc hà 2 tay, hai tay mình cắt khúc ra, cần tàu này là khoảng 50g, rau nêm là ngò gai, kèm theo đó mới là gia vị. Cá đói mua về rửa sạch. Cái này mua ngoài chợ với nhà người bán đã làm sẵn giùm rồi. Mình mua về mình cạo giải, móc sạch ruột và rửa cho nó kỹ lại. Sau đó để cho ráo nước. Giá rửa sạch, để cho ráo nước. Bạc hà lột sạch vỏ. Sau đó rửa sạch, để cho ráo nước. Sau khi rửa sạch ra, bạn thái mỏng xéo, thái hết phần bạc hà. Đối với những tay lớn thì bạn chẻ ra làm đôi, rồi bạn cũng thái xéo. Ngò gai rửa sạch. Cần tàu bạn cắt bỏ gốc, sau đó rửa sạch, rửa với giò nước cho nó sạch cái cát đất ở phần gốc và bụi bẩn. Sau khi rửa sạch, bạn cắt khúc ra, phần cọng và phần lá bạn để riêng. Bây giờ bắt đầu mình nấu canh chua. Bắt sẵn nồi nước lên bếp, khoảng hơn nửa nồi nước. Sau đó cho me vào. Me bạn nấu cho me chín mềm. Khi me đã chín rồi, bạn dùng vợt vớt me ra, dầm me qua vợt vậy. Bạn cho thịt me được có nát ra và tan vào nước. Lấy hết phần nước chua của me. Khi me đã dằm hết phần thịt, còn phần xác me, hột me và vỏ me mình bỏ. Tiếp theo mình cho cá vào, sau đó nêm gia vị, cho vào một muỗng muối, một muỗng bột ngọt, 2 muỗng canh đường. Đợi khi cá sôi lên, mình nêm nếm cho vừa ăn. Khi nồi canh đã sôi lên, có bọt, vớt cho sạch bọt. Tiếp theo mình cho khóm vào. Khóm cho vào trước để nấu cho ra nước ngọt của khóm. Mình nêm nếm để cho dễ ăn. Nêm nếm thì các bạn nêm nếm cho khẩu vị của gia đình mình nha. Thêm vào một muỗng canh nước mắm cho nó thơm. Khi cá của mình đã chín, mình cho bạc hà vào. Tiếp theo cho gốc rau cần vào.
cuối cùng mình cho giá. Dạ, cái phần lá rau cần vào. Rồi còn phần ngò gí. Ngò gí các bạn thái nhuyễn. Sau cùng, bạn cho hết phần ngò gí đã thái nhuyễn vào nồi canh. Vậy là mình đã nấu xong món canh chua cá đối. Bạn có thể tắt lửa và múc ra tô để thưởng thức nha. Vậy là mình đã chia sẻ xong món canh chua cá đối. Món này ăn rất là ngon. Và những ngày trời nắng nóng, trong nhà mình nó có một tô canh chua như vậy á, thì không còn gì bằng vị mềm béo của thịt cá hòa quyện với vị chua thanh mát của món canh, đã tạo nên hấp dẫn của tô canh chua. Món này khi ăn thì bạn tránh với nước mắm mặn nha. Ăn kèm với một món kho nữa thì sẽ làm cho bữa cơm gia đình mình thêm hấp dẫn hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào các bạn.